Thưa quý vị và các bạn, quận Liên Chiểu là cửa ngõ ra vào thành phố, nên các loại tội phạm lợi dụng chọn nơi đây để hoạt động, trung chuyển, tập trung hàng hóa, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Thời gian qua, đội cảnh sát kinh tế công an quận Liên Chiểu đã tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp để có thể kịp thời phát hiện và ngăn chặn những hành vi kinh doanh hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng trên địa bàn nhằm bảo vệ người tiêu dùng và môi trường kinh doanh được an toàn và ổn định. 5 giờ sáng, đội cảnh sát kinh tế công an quận Liên Chiểu đã kiểm tra một xe ô tô khách của nhà xe Quang Hạnh do tài xế Nguyễn Sĩ, trú tỉnh Khánh Hòa điều khiển khi vừa đến bến xe trung tâm thành phố, phát hiện gần 3.500 bao thuốc lá điếu có in nhãn hiệu của các thương hiệu nước ngoài như Esse, Z Marula được cất giấu phía đuôi xe. Làm việc với cơ quan công an, tài xế Sĩ thừa nhận đã nhận vận chuyển số hàng trên từ một phụ nữ không rõ lai lịch ra Đà Nẵng để tiêu thụ. Mình không có biết là cái loại thuốc lá đó là có cấm hay không. Mình cũng dạng như mình chở thì mình cứ nghĩ mấy bữa thấy có khi nó đóng thùng con mèo, có khi nó đóng vô cái thùng cô táp, có khi là nó đóng vô cái thùng 365 mà Việt Nam ấy. Không từ mọi thủ đoạn để qua mặt lực lượng chức năng, các chủ hàng còn sử dụng nhiều chiêu trò khác nhau để che đậy hành vi buôn bán hàng kém chất lượng, hàng lậu của mình. Như chủ của kho hàng ở số 10 Đồng Xoài này, bên ngoài thì trưng biển công ty dược liệu, nhưng bên trong lại là một kho hàng gia dụng, phần lớn không hề có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Chỉ tính riêng những tháng đầu năm 2021 cho đến nay, đội cảnh sát kinh tế công an quận Liên Chiểu đã phát hiện nhiều kho hàng và container chứa hơn 2.000 kiện hàng hóa, sản phẩm gia dụng có in chữ nước ngoài nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Chúng tôi chuyển hướng là nắm tình hình từ xa, từ những cái nơi mà hàng hóa đã được xuất phát. Chính cái thay đổi cái cách đánh này và với một cái quyết tâm cao, cho nên trong một cái thời gian rất là ngắn, lực lượng cảnh sát kinh tế công an quận liên tiếp lập được nhiều cái chiến công. Trong thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát với nhiều khó khăn về kinh tế, càng khiến các chủ hàng bất chấp mọi thủ đoạn để đưa số hàng hóa kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái ra thị trường nhằm mục đích kiếm lời, cạnh tranh với hàng chính hãng. Việc chủ động phát hiện và ngăn chặn sớm số vụ việc có liên quan sẽ giúp ổn định được môi trường kinh doanh, mang lại sự an toàn, chất lượng cho mọi người tiêu dùng.